đất đỏ, truyện ngắn, phan thị vàng anh, anh phụ lái vỗ đùng đùng vào hông xe, và cái xe thang dừng lại một cách khó nhọc, đít xe mở ra sọc sạch, thả xuống hai đứa con gái rũ rợi như hai con bụi đời. Hai bên bờ là rừng cao su đều thẳng tắp, quy củ mà hoang sơ trong trời xám đất đỏ, trước, sau, đường nhựa uống dốc, tôi và Hà nhìn nhau bối rối. Sao mới đến mà buồn thấy này? hai đứa đi giữa lô cao su, vắng lặng và trân trọt, hay chỉ lên cao, móng rồng kìa, rồi chỉ vào gốc cây, chán đường ngủ kìa. Xong nhìn tôi thăm dò, xem thử may ra mấy cái vạt vảnh lạ lùng ấy có thể làm tôi vui lên chăng. Tôi chưa từng có một mùa hè vui, hè nào cũng đau ốm, hoặc không thì nhân tình nhân ngại bỏ, mà chủ yếu là nhân tình nhân ngại bỏ. Để đỡ buồn, tôi làm vài việc, khi thì học các giấy, tiểu tót những nét tranh bằng cái kéo to cộ, khi thì cùng một đám bạn đi sưu tầm các quán cà phê và ngồi quán nào cũng thấy buồn. Hè năm nay, một chuyện hiểu lầm vặt vảnh và tuyển biến mất, tôi hiểu rằng đó chỉ là một cái cớ và người ta đi chỉ vì người ta chán, vậy nên tôi nằm nhà. Lôi một chồng tạp chí cũ ra xem, vừa xem vừa ngủ vật vờ, chán nản, hà bảo mày thảm quá, xem tao này, tao có buồn đâu, nên tao mập. Tôi cười, nó mập thật, mặt không một nếp nhăn, mắt không một quần thâm mất ngủ, rồi nó cười, ở suối tre, nhà cậu tao, mùa này chôm chôm còn nhiều lắm. Có vườn chôm chôm nào đâu, nhà cậu Hà nằm cô độc trên một khu đất không biết nên gọi là đồi hay u. Một ngôi nhà kiểu tây đỏ hoạch đất buồn, quanh nhà, có một ẩm ướt, buồn thảm, vài đứa trẻ con trông cũng uể oải như cảnh vật, ngồi trên thành xi măng bị nước, dùng mấy cành cây ngó ngoái xuống mặt đất, thấy hà, bọn nó nhảy xuống, rồi nắm miếu, rồi hỏi han mẹ đâu, bố đâu. À Mỹ, còn tôi, hoàn toàn dững dưng, tôi chỉ muốn có ngay một cái giường để ngủ. Trong nhà đầy trẻ con, đứa nào cũng lem nhem tưởng chừng như đất đỏ ngắm vào cả da thịt chúng. Cơm chiều, cả nhà quây quần lại nghiêm túc, mấy đứa bé lâu lâu kêu lên, nhập con lộ đen kìa, cạnh bắt canh kè. Hạ trấn án tôi. Đừng sợ, con này không bẩn, không cắn, cả nhà nhìn tôi có vẻ hơi ngộ nghĩnh rồi lại tiếp tục ăn. Chỉ một người, một chị tóc dài, thưa thớt, vàng hoe, mặt thuộc ra, chị buông bát đũa. Nhìn tôi chăm chú và cười, cười mãi. Mợ hai đút bát vào tay chị, và chị ăn, chậm rãi, có vẻ ăn cho mợ vui lòng, vậy thôi, còn công việc chính lúc này là phải nhìn tôi, nhìn cái đứa sợ giống đậu đen huyền lành kia, và cười, ha thông thì, chị hai đó, ăn đi, rồi nó ngạc nhiên hỏi, hoài đâu, tàu mợ thẳng nhiên, nó đi rơi rồi. Bọn trẻ con vác bộ cờ cá ngựa ra, giảng giải, ở đây tối chẳng có chỗ nào để đi, mưa nữa, bận lắm. Sáng mai em dẫn xuống vườn mua sầu riêng, mấy chị chơi cá ngựa không, và cứ hai người một màu ngựa mà đắm mà đá lẫn nhau, hạ trầm ngâm trước bàn cờ, bọn này hiếu chiến lắm, mình muốn về chuồng cũng không được. Tao với mày đi thế này nhé, đá là chủ yếu, đừng cho đứa nào qua. Rơi rình rập nhau, trẻ con cay cú hờn giỏi, người lớn mu mô, rồi la hét ầm ĩ, giường chiếu run bần bật, tôi dựa lưng vào cái bàn mái mai kê đầu giường, thấy chị hai đứng đó từ lúc nào, tóc xỏa, miệng vẫn cười cười, mắt ngây ngô vô hồng. Tôi bảo, ngồi xuống giường này, chị hai, đứng chi cho mỏi, không nói tiếng nào, chị vuốt ve cạnh bàn, ngơ ngẩn, hạ lại hét lên con thảo sắp về chuồng rồi, bỏ mẹ rồi. Thế là hùng hục đuổi theo con ngựa của thảo, những cục xúy ngầu vội vàng tung lên, rơi xuống, bọn trẻ con lại rên rỉ. Cứ vậy đến đêm, mưa ngoài kia rã rít, đầu đen rớt xuống bàn cờ, tôi quay lại, vô tình tìm thấy chị hai, và hoảng sợ, trong ánh đèn nơi ông xanh sao khuất bóng, một khuôn mặt biến dạng, nó dài ra kỳ lạ u ẩn như chìm trong một cơn đau dai dẳng. Tôi bấm tay Hà, chị hai kề. Hà ngước lên nhìn rồi bình thản bảo tôi, tại tụi mình vui quá đó. Quay lại, chị đã biến mất, như ma, và tôi không còn tâm trí đâu mà chặn đường đấm đá với mấy con ngựa nữa. Ván cờ kết thúc trong những cái ngáp dài, những bóng dáng trẻ con, người lớn nghiêng ngã dự nhau hà bảo, không có tiền là không thắng nổi. Bọn trẻ hỏi, hai chị ngủ đâu? Cho tao cái giường cạnh cửa sổ, không cần gối, với một ly nước để nửa chừng tỉnh dậy tao uống. Rồi hai đứa tựa thành cửa nhìn xuống khoảng đất dông dốc mờ ảo ngoài kia. Mưa đã tạnh và trời lạnh lẽo, cây lá thả nước lọc độp theo mỗi trận gió. Tôi chợt thắt lòng mà nghĩ đến tuyển, giờ này hẳn đang ngủ, mắt xếp mày dài khép lại, cái mặt luôn hờn dỗi quẹo qua một bên gối và tôi thấy buồn ị cho hà lẩm bẩm vì tình tôi hỏi cái gì nó chỉ về một gốc cây gần bị nước chị hai chị hai ngồi đấy một cái bóng thẳng đột như một khúc cây trong có vẻ ngây ngô biếm họa hơn là u uẩn hay mơ mộng tôi hỏi hà lâu chưa vì ai vậy nó cười rồi mấy năm thằng cha nào làm bên bệnh viện không biết mà cũng không hẳn vì tình hoàn toàn, xưa kia bả cũng tàn tàn rồi, cái ông quỷ kia chỉ là cái cớ thôi. Tôi cười, tàn tàn mà cũng có người yêu sao, Hà Phi cười, yêu hồi nợ bả lên khám bệnh, mê ổng, còn ổng có biết chị hai tao là ai đâu. A à, thế là điên thật, điên có sẵn. Tôi thấy buồn cười, trước đây tôi vẫn quen với hình ảnh những thiếu nữ thất tình xinh đẹp của tiểu thuyết đầu đội hoa chẳng hạn, quần áo vẫn sạch sẽ, đi lang thang vơ vẩn giữa những hàng cây để lại sau lưng những chuyện tình đẹp như truyền thuyết. Còn chị hai của Hà, một mối tình độc mã, một gương mặt dài ngay dài, một dáng ngồi thẳng đưa giữa một đêm miền đông trong tiếng côn trùng rỉ rả chán đời. Hoa khép hai cánh cửa sổ ẩm ướt lại ngủ đi, mai còn ra rẫy có gọi chị hai vào không? Không, hơi nữa từ dị vào, mày ngủ đi. Tôi chui vào màn, chăn chiếu nồng mùi nước đái, nước vải trẻ con mê sản nhã ra trong đêm, thật khó ngủ, hà cũng vậy, nó xoay sợi như con mậy lộn, gãi lưng, gãi cổ, có kiến, cửa lớn vẫn mở hé, gió lùa vào lạnh toát, tôi lai like hà, sao không ai gọi chị vào, cảm lạnh chết gọi thì không vào, mà không ai muốn nhắc đến chị hai, cậu mợ mày không thương chị sao? Ha thi thào, dĩ nhiên cậu tao không thương, mợ tao thương nhưng ngượng, mà chán nữa. Chị hai là kỹ vật của mối tình đầu đó, cậu tao lấy về sau này mới vỡ lỡ, mà quê thật, tưởng cái kỹ vật ấy nó lãng mạn ra làm sao, cuối cùng lại tòi ra cái của này, rồi hà cười, khịch khịch mũi có vẻ rất vênh váo bề trên. Tôi không thích cái lối kể về những ngốc ngắt tối tam của gia đình một cách lạnh lùng như hà. Tự nhiên tôi sợ. Tôi quay mặt vào tường, nghe bên ngoài rào rạc lá. Biết đâu sẽ có lúc Hà kể lại chuyện không hay của tôi cho một người bạn thân khác nghe, rồi cũng khẹt khẹt mũi dĩu cực như đêm nay. Chúng tôi tỉnh giấc vì qua cửa sổ, nắng chiếu vào thẳng mặt, ngoài kia, một giống chiên gì đó lóe choé chứ không phải là hót, giường bên kia, một đứa con gái lạ, đầu mới gọi, mặt đẹp và ngang tàn nhổ tóc ngứa cho chị hai, hà hỏi, mày đi đâu bây giờ mới về vậy hoài? Nó đùa, đi ngửa, rồi hỏi lại, hai chị ăn xôi nha, ăn đi rồi đi vườn chơi, hà rỉ tay tôi, hoài, em tao quậy lắm, nó học lớp mấy rồi? Tôi hỏi, đang đợi kết quả rớt đại học nó mà học gì, bộ không hà. Tôi lại liếc nhìn hoài, nó cũng nhìn tôi, cười vui vẻ, ý như muốn nói, thôi tôi biết tổng các chị đang thầm thì cái gì rồi. Mà đâu có sao, phải không? Chị hai ngồi dưới chân giường, mắt vẫn lờ đờ, miệng cười cười, thỉnh thoảng kêu lên, ôi, đau, nhổ đau quá. Hoài ấn vai chị im để tôi tết lại nào. Rồi nó bảo, chừng nào em có tóc bạc tới phiên chị khai nhủ do em nha. Tôi nằm, nhìn tóc hoài đen nhánh che nửa mặt, nửa mặt còn lại trắng như ngọc với mắt rộp, miệng ngang, đẹp như những hình quảng cáo trang họa báo nước ngò à ị, mà nghĩ, đẹp thế này làm sao già nổi. Cái lũ kéo nhau vào rờ trời chọc ông ngu, đường đi lúc lên dốc, lúc xuống dốc, đến mệt. Hoài khoát tay chị hai đi cạnh Hà và tôi, mấy đứa em ríu rít sau lưng, bọn nó gọi, xuống rẫy ông cục nha chị Hoài. Hoài giải thích cho chúng tôi, vào rẫy ông cục là thoải mái nhất, vừa bắn vừa cho. Rồi nó dựa vào người chị hai, cười, mốt em có rẫy, cho chị hai coi việc quắn trái cây, nha, bắn được không? Chị hai cười, ngơ ngẩn, được, mấy đứa trẻ con kêu lên, trời ai dám cho bà ở chung, thấy bả, ai dám mua mà bán. Tôi giật mình, thầm trách sao bọn trẻ con mà đọc miệng, hoài cũng vừa quay lại, nó hất tóc ra sao, không có vẻ gì là giận dữ, không ở với tụi mày thì ở với tao. Rồi lại ngã vào chị hai, cặp chặt tay chị hơn, nó hỏi, ba chịu về với tôi không? Chị hai lại đờ đẫn cười, chịu. Vào đến rẫy thì trời đổ mưa, cả lũ chạy vào một căn nhà lụp sụp trong nhà ngào ngạt mùi sầu riêng một ông già cuột tay đang hút thuốc lậu lọc sọc nhìn tụi tôi nói mới sáng mà đã mưa há tụi bay trên cái võng mắt chéo ở góc nhà một anh chàng mắt một mí có vẻ như mới tập để ria đang nằm thấy hoài vào anh ta ngồi bật dậy lúng túng nhưng võng hoài ứ một cái rồi liếc anh chủ nhật mà không đi chơi sao ông? Và ai đâu mà đi, hoài giới thiệu với tụi tôi. Anh Lương, bác sĩ bệnh viện công ty, bọn trẻ con lại nhau nhau với tôi, công ty cao su gần nhà đó. Mưa tặng, ông cục vô ý dục anh bác sĩ, tặng rồi kìa, đi rẻ không lại mưa. Anh chàng đến góc nhà, xách một cái túi to đầy trông trông, giải thích, người nhà anh dưới Sài Gòn lên, ăn về nhà. Hoài lại ứ, liếc anh, về sao, vậy thôi sao. Anh bác sĩ hiểu ra, cười, em thích gì, lựa đi. Hoài bảo, cho chị hai lựa sầu riêng đó. Và chi hai tình ngay vào góc nhà lựa trái, anh bác sĩ sung sướng trả tiền cho người đẹp. Lũ trẻ con lem nhem đứng cười rạng rỡ, nghĩ rằng phe ta kỳ này thế là đã thắng to. Lên quanh trong vườn một chút, trời lại mưa. Lần này mưa dai dẳng, trời sống nước, mấy đứa bé sau khi đã ăn chôm trong mỏi miệng, đòi, về luôn đi chị Hoài, không tạnh đâu. Ha cũng nhìn tôi, về luôn nha. Hoài nhìn trời, ước lượng, rồi ư, nó bảo ông cục. Bác cho con mượn cái áo mưa, con đưa chị con về, lát hồi con đem qua, ông cục chỉ lên vách, có tắm đi lông với cái nón thôi, tao không có áo, hoài cười tốt rồi. Xong gọi, chị hai lại đây. Nó đội nón cho chị. Tròn tắm đi lông qua vai rồi buộc lại bằng cái nút to tướng ở gỗ. Nó ra lệnh. Đưa chân ra đây tôi sắn quần cho không té. Rồi dặn, đi từ từ thôi nghe chị hai. Chị hai cười, ngu ngơ, lũ em, tay sách giỏ, tay nắm quần, cùng cười. Cả bọn lại dò dẫm trên con đường về nhà, đất đỏ giờ nhão ra trơn như sáp, những lô cao su bên đường vắng lặng, gây cảm giác sợ sợ. Tôi thì thầm vào tai Hà, hoài nó thương chị hay quá ha. Hà gật đầu, cười, ờ, cả nhà được mình nó, hên mà có nó, không có nó, sau này chị hay biết sống với ai. Tôi thấy điều này hơi ngây ngô, tin sao được tình cảm một đứa bé 18, 19, nhất lại là một đứa lang bạc như hoài. Vậy nên, tôi chỉ cười nghi hoặc, hà trận mắt nhìn tôi. Thật đó, nó đi suốt, nhưng nó mà ở nhà đừng có ai hó hé gì với chị hai. Rồi cũng như nghĩ lại, hà buông một câu, mà bây giờ thì thế, sau này còn biết bao nhiêu chuyện, phải không? Về thành phố, nghỉ được một tháng, đi học lại được khoảng hai tuần nữa thì tôi nhận được tin hoài mất, một cái chết đuối như mọi trường hợp chết đuối khác rủi ro xảy ra trong một cuộc bích nít nào đó trên hồ. Người ta phải đau lòng chờ trực để vớt được xác hoài, đã căng đầy nước và hồng pháp có lẽ đang lang thang ở một góc trời nào đó, đưa hoài về, chị hai hỏi mợ, em đâu? Mọi người lại òa khóc, khóc nhiều hơn là khi nghe các câu kể lễ, than thở khác, tôi muốn biết chị hai có khóc không? Hà bảo, tao không hỏi. Có lẽ cũng không ai để ý đến điều này. Lại mưa, mùa mưa, tôi nghĩ rừng cao su, với những chiếc chén đựng mũ đeo bên hông cây. Giờ này hẳn buồn lắm, và trong cái nhà ẩm ướt đỏ hoạch màu đất ba gian ấy, chị hai chắc đang ngơ ngẩn nhìn mưa trong đồi cỏ, tóc dài không ai tết hộ, lại xả ra, vô học.